Bắt đầu phiên xét xử ngày thứ 14 vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, ngày 25 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Đây là ngày xét xử thứ 14 trong tổng thời gian dự kiến gần 2 tháng của phiên tòa. Đến nay, bà Trương Mỹ Lan và 26 bị cáo khác đã được luật sư bào chữa, còn lại 59 bị cáo sẽ được bào chữa trong những phiên xử tiếp theo. Trong 13 ngày xét xử trước đó, nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB cho rằng mức án đề nghị của viện kiểm sát là quá cao và xin được giảm nhẹ hình phạt. Trong đó bị cáo Hồ Bửu Vương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc là người trực tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 163.155 tỷ đồng. Luật sư bào chữa của bị cáo này nhận định, về kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản đối với thân chủ của mình là quá nghiêm khắc. Khi được tự bào chữa bị cáo này, sau khi nghe đề xuất mức án phạt, bị cáo cảm thấy xấu hổ đến mức không dám gặp con cái mình. Trương Mỹ Lan là người đứng sau chỉ đạo chuỗi giải quỹ. Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, luật sư nhận định Viện Kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản đối với thân chủ của mình là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, bị cáo Hồ Bửu Phương không tham gia xuyên suốt trong quá trình giải ngân, chỉ là một phần mất xích trong đường dây rút tiền chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan. Và bị cáo Phương cũng không được trao đổi hoặc hứa hẹn hưởng lợi nào khác ngoài lương thưởng theo hợp đồng lao động. Vì vậy, bị cáo Hồ Bửu Phương không dùng thủ đoạn tinh vi, không phải tội phạm có tổ chức như luận tội của Viện Kiểm sát. Luật sư cho rằng bản thân bị cáo Hồ Bửu Phương không biết số tiền giải quỹ được sử dụng vào mục đích gì. Đồng thời, phương án giải quỹ các khoản vay được SCB giải ngân đã xuất hiện từ trước khi Hồ Bửu Phương giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, bị cáo Phương cũng chỉ làm theo thông lệ có từ trước tại Vạn Thịnh Phát. Trong quá trình tự bào chữa tại phiên tòa, Hồ Bửu Phương đã bày tỏ quan điểm rằng các hành vi của bị cáo theo cáo trạng không nghiêm trọng đến mức bị đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Phương cũng chia sẻ về sự khó khăn trong thời gian tạm giam khi không thể gặp gỡ gia đình. Tuy nhiên, sau khi nghe đề xuất mức án phạt, bị cáo cảm thấy xấu hổ đến mức không dám gặp con cái của mình. Vì vậy, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét lại lời bào chữa của luật sư để có thể đưa ra mức án khoan hồng. Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Bửu Phương là người trực tiếp tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo khác lên phương án tạo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để giải quỹ số tiền mà SCB giải ngân cho các khoản vay khống của bị cáo Trương Mỹ Lan. Hành vi của bị cáo giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn 163.155 tỷ đồng gây thiệt hại số tiền 99.228 tỷ đồng bào chữa cho bị cáo Hồ Bình Minh, cựu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ mối quan hệ giữa bị cáo Minh và các bị cáo tại ngân hàng SCB. Theo đó, bị cáo Hồ Bình Minh chỉ tiếp nhận hồ sơ pháp lý từ bị cáo Bùi Ngọc Sơn, cựu nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng SCB không có mối quan hệ và không liên hệ trực tiếp với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB và càng không có mối quan hệ trực tiếp với bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo luật sư, việc công ty MHD thẩm định giá và sử dụng các chứng thư thẩm định giá của công ty này chỉ là hợp thức hóa hồ sơ vay khống tại SCB. Thực tế thời điểm này, SCB đã giải ngân các khoản vay và các chứng thư này không được sử dụng để giải ngân. Bị cáo Minh không biết, không lường trước được SCB sẽ sử dụng kết quả thẩm định giá đó như thế nào. Theo luật sư, kết quả thẩm định giá của MHD chỉ mang tính chất tham khảo, không phải chứng cứ duy nhất và không phải căn cứ để SCB giải ngân cho các khoản vay của Trương Mỹ Lan. Từ đó luật sư mong hội đồng xét xử xem xét lại hành vi và mức án cho bị cáo. Tại phần tự bào chữa, Hồ Bình Minh trình bày, Công ty của bị cáo gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bị cáo chỉ mong xoay sở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cáo trạng thể hiện bị cáo Hồ Bình Minh đã thỏa thuận thống nhất với Trần Thị Mỹ Dung và Bùi Ngọc Sơn để công ty MHD phát hành chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để SCB đưa vào hợp thức hóa các hồ sơ vay vốn. Hành vi của Hồ Bình Minh đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 11.000 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo Minh bị đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Gian cựu cán bộ SCB nói làm theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan. Trước đó tại phiên tòa ngày 21 tháng 3 bị cáo Trương Mỹ Lan có đơn gửi hội đồng xét xử, đề nghị dùng toàn bộ số tiền mà bị cáo Nguyễn Cao Trí trả lại là 1.000 tỷ đồng và số tiền do một đối tác mới trả nợ 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Huệ Vân. Ngoài ra, bị cáo Lan cũng đề nghị dùng số tiền 300 tỷ đồng sẽ nộp để khắc phục hậu quả cho bị cáo Chu Lập Cơ. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét phần đề nghị của bị cáo Trương Mỹ Lan vì theo đó thì bị cáo Trương Huệ Vân xem như đã khắc phục được 100% hậu quả do hành vi mà bị cáo gây ra. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét một cách toàn diện để thân chủ được hưởng bức án khoan hồng, giảm nhẹ nhất có thể. Trước đó, bị cáo Trương Huệ Vân bị Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Về phía luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ, các luật sư trình bày, luật sư không tranh luận về tội danh nhưng mức án đề nghị đối với bị cáo là quá nặng. Bị cáo vì tin tưởng vợ và cấp dưới chỉ có ý định muốn có thiện trí cứu giúp ba ngân hàng mà vướng vào vòng lao lý. Đề nghị xác định rõ tính chất pháp lý của chứng thư thẩm định giá Hoàng Quân, luật sư đề nghị xem xét lại số tiền quy buộc bị cáo gây thiệt hại, số tiền lãi phát sinh không phải là thiệt hại. Theo luật sư, hành vi của bị cáo không gây thiệt hại cho SCB, mà người gây thiệt hại là các bị cáo khác kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, áp dụng khoản 2, điều 54 Bộ Luật Hình sự, cho bị cáo mức án nhẹ nhất có thể. Bị cáo Chu Lập Cơ trình bày trước tòa, bị cáo đồng ý cho vợ bị cáo mượn tòa nhà Times Square để tái cấu trúc ngân hàng, theo lời kêu gọi của ngân hàng nhà nước. Bị cáo ký các biên bản, nhưng thực tế bị cáo hoàn toàn không vay mượn hay rút tiền của ngân hàng SCB. Bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Luật sư cho rằng bị cáo được Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB, đã bỏ trốn, tiến cử với Trương Mỹ Lan vì là người hiền lành, không quậy phá. Bị cáo Dũng chỉ là người thực hiện tiếp công việc của người tiền nhiệm. Thiệt hại của Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB. Ngoài ra, bị cáo Dũng cũng tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, chủ động tự khai số tiền 40 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan cho. Luật sư đề nghị xem xét lại vai trò của các bị cáo, bị cáo không có nhiệm vụ quyền hạn lập hồ sơ vay, bị cáo chỉ thực hiện một thủ tục nhỏ trong một quy trình lớn nên việc cáo buộc bị cáo là người giúp sức tác lực là chưa phù hợp. Theo các luật sư, căn cứ vai trò hành vi thì các bị cáo chỉ phạm tội vi phạm quy định về cho vay làm thất thoát tài sản của SCB, các bị cáo không giữ vai trò quyết định mà chỉ hợp thức hóa hồ sơ nhằm che đậy hành vi giúp tiền của bị cáo Lan thực chất tiền đã ra khỏi ngân hàng từ trước khi các bị cáo ký hồ sơ. Các bị cáo không được sự chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Lan, chỉ là người lao động làm công ăn lương, đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo để có một mức hình phạt khoan hồng nhất. Tự bào chữa cho mình, bị cáo Dũng khẳng định rằng mình chỉ là một người làm công ăn lương và phạm tội do sự lệ thuộc vào người khác. Bị cáo mong hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt, mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời được biết bị cáo dũng bị viện kiểm sát đề nghị mức án trung thân về hai tội là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tương tự bào chữa cho bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc scb luật sư cho rằng dù có ở chức vụ ở scb nhưng thực chất bị cáo hoàng chỉ là người làm công ăn lương không hưởng bất cứ lợi ích vật chất gì nếu không thực hiện theo chỉ đạo sẽ dễ dàng bị thay thế Hoàng cũng xin hội đồng xét xử cho được hưởng khoan hồng. Hoàng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Bào chữa cho mình, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB cho rằng, SCB đã bị hút vào vòng xoáy của bị cáo Lan để tái cơ cấu trả nợ, khiến SCB bị phụ thuộc hoàn toàn vào Trương Mỹ Lan. Bị cáo cũng mong hội đồng xét xử, xem xét trọn vẹn các tình tiết, khoan dung và tha thứ cho hành vi của mình bị cáo văn bị viện kiểm sát đề nghị mức án tù trung thân về hai tội là tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb thì luật sư đề nghị làm rõ trách nhiệm bị cáo dung vì bị cáo không phải là mắt xích quan trọng ngoài ra bị cáo rất thành khẩn trong suốt quá trình điều tra cần áp dụng chính sách khoan hồng để có mức hình phạt nhẹ nhất bao chữa bổ sung bị cáo dung nói vì thời điểm đó bị cáo và nhân viên của scb tin tưởng vào tài năng của trương mỹ lan bởi khi ấy trương mỹ lan có sức ảnh hưởng rất lớn trên thị trường bị cáo dung nghĩ lan sẽ giúp cho scb vực dậy phát triển mạnh hơn nhưng cho tới thời điểm này dung thừa nhận mình đã đặt niềm tin sai chỗ nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về với gia đình con nhỏ Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị viện kiểm sát đề nghị 19 đến 25 tù về tội tham ô tài sản. Đối với nhóm đối tượng đang bị truy nã, luật sư bảo chữa cho bị cáo Chiêm Minh Dũng trình bày trước tòa các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của bị cáo đã được thu thập theo trình tự thủ tục. Tuy nhiên, do Chiêm Minh Dũng không có mặt trong quá trình khởi tố điều tra, truy tố và xét xử do bị cáo hiện đã bỏ trốn. Đề nghị của viện kiểm sát mức án 16 đến 17 năm đối với bị cáo là có phần nặng. Bị cáo có hành vi vi phạm nhưng vai trò chỉ là đồng phạm giúp sức nên tính chất mức độ phạm tội có phần hạn chế. Đề nghị hội đồng xét xử đánh giá vai trò của bị cáo cho phù hợp, cho bị cáo hưởng mức án thấp hơn lời đề nghị của viện kiểm sát để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật bên cạnh đó luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ trình bày rằng bị cáo Vũ hiện đã xuất cảnh từ trước khi khởi tố vụ án hiện chưa thể làm việc lấy lời khai ý kiến của bị cáo Vũ luật sư hiện chưa nắm được ý chí của bị cáo đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc khi đánh giá vai trò của bị cáo trong vụ án khi lượng hình đề nghị hội đồng xét xử đánh giá vai trò của bị cáo cho phù hợp xem xét mức án cho bị cáo phù hợp để thể hiện sự nghiêm minh nhưng khoan hồng của pháp luật Sáng ngày 22 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị khác có liên quan tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư. Những tình tiết mới nhất về phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Trương Mỹ Lan xin tòa cho khắc phục 1.600 tỷ đồng thay chồng Chu Lập Cơ và cháu gái Trương Huệ Vân. Thưa quý vị, trong phiên xét xử sáng ngày 21 tháng 3, Trước khi tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư, hội đồng xét xử thông báo bị cáo Trương Mỹ Lan xin được khắc phục số tiền là 1.600 tỷ đồng, thay hai bị cáo Trương Huệ Vân và Chu Lập Cơ, trong đó có 1.000 tỷ là chuyển từ số tiền mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả bà Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỷ để khắc phục thiệt hại cho cháu và chồng. Trong viên xét xử ngày thứ 12 của đại án Vạn Thành Phát, Trước khi tiếp tục phần tranh luận, Hội đồng xét xử thông báo bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn xin chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả. Số tiền này bị cáo Nguyễn Cao Trí được xác định chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan, cùng với 300 tỷ đồng từ một người khác trả mình. Tổng cộng là 1.300 tỷ đồng cho bị cáo Trương Huệ Vân, cháu bị cáo Lan, để thực hiện khắc phục thiệt hại mà bị cáo Vân phải chịu trách nhiệm trong vụ án. Ngoài ra, bị cáo Lan cũng yêu cầu chuyển hơn 300 tỷ đồng cho bị cáo chu lập cơ chồng bị cáo lan nhằm mục đích tương tự động thái này của bị cáo trương mỹ lan được xem là một phần của nỗ lực nhằm giải quyết các hậu quả pháp lý liên quan đến vụ án đang được xét xử trình bày tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ đã đưa ra những tình tiết xem xét giảm nhẹ cho bị cáo trong vụ án và cho rằng mức đề nghị mà viện kiểm sát đưa ra với bị cáo Chu Lập Cơ 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, bị cáo Chu Lập Cơ đã ký các văn bản cho vợ mình là bị cáo Trương Mỹ Lan mượn tòa nhà Times Square thế chấp ngân hàng SCB nhằm mục đích tái cơ cấu ngân hàng đang trên bờ vực phá sản. Luật sư của bị cáo cơ cũng cho rằng hành động của thân chủ mình xuất phát từ niềm tin tuyệt đối vào vợ và không có mục đích vụ lợi cá nhân. Bị cáo cơ bị truy tố với vai trò đồng phạm, khẳng định không có liên quan với các khoản vay của SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bày tỏ sự dây dứt vì đã không lường trước được hậu quả của việc giúp đỡ vợ. Bào chữa bổ sung, bị cáo Chu Lập Cơ cũng cho biết luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình vì đã lập gia đình và có nhiều công việc làm ăn ở đây. Bị cáo này thừa nhận đã ký vào nhiều văn bản để đồng ý cho vợ mình mượn tài sản để thế chấp và ngân hàng SCB. Trong phần tự bào chữa cho mình tại phiên tòa ngày 20 tháng 3, đứng trước buộc khai báo bị cáo Trương Mỹ Lan khai, có tỷ phú nước ngoài muốn đầu tư vào SCB để tái cơ cấu nhưng phải trực tiếp gặp bị cáo để bàn bạc. Đáng chú ý, Trương Mỹ Lan đề nghị phía SCB trả tiền thuê nhà nợ hơn một năm qua, khiến con bà bể tắc. Ngày 20 tháng 3, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thành Phát tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo. Tự bào chữa cho mình tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết trong phần luận tội, bản thân không quanh co chối tội. Về trách nhiệm của bản thân, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả. Về thiệt hại của vụ án, bị cáo Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem lại kết quả định giá của công ty Hoàng Quân. Vì thời điểm định giá thì giá trị của các tài sản chỉ bằng một nửa so với giá trị thực tế trước khi bị bắt. Về số tiền đã nộp vào trong giai đoạn điều tra, truy tố, bị cáo Lan xin chuyển tiền đó sang cho Trương Huệ Vân. Ngoài yêu cầu giữ lại biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần, bị cáo Lan cũng xin hội đồng xét xử xem xét giúp thu tiền thuê với căn nhà 19 Nguyễn Huệ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo cho biết căn nhà này của con gái bị cáo đang cho SCB thuê. Hiện SCB không trả tiền nhà hơn một năm nay nên con bị cáo đang bế tắc. Ngoài ra, bị cáo Lan cũng nhắc lại việc có tỷ phú nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để hợp tác, nhằm tái cấu trúc SCB và bị cáo mong muốn được tài ngoại để thực hiện việc này nhưng đề nghị này không được xem xét. Hội đồng xét xử sau đó nhấn mạnh rằng nếu có tỷ phú nào sẵn lòng giúp bị cáo khắc phục thiệt hại, tòa sẽ xem xét tạo mọi điều kiện để họ có thể gặp bị cáo ngay tại trại giam. Ngoài ra, chủ tòa nhắc nhở rằng mọi yêu cầu cần thiết cho cuộc gặp với các nhà đầu tư nên được gửi bằng văn bản trước cho hội đồng xét xử và tòa sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu đó. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị bức án tử hình đối với bị cáo Lan cho ba tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra quan điểm rằng bị cáo Lan không đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản, một tội danh mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt tử hình. Các luật sư trích dẫn các điều trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017 để giải thích chỉ những người có chức vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý tài sản mới có thể bị kết án về tội tham ô tài sản. Từ đó, luật sư cho rằng bị cáo Lan không giữ chức vụ nào trong SCB và do đó không có cơ hội lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền. Về cáo buộc đưa hối lộ, các luật sư chỉ ra sự không nhất quán trong lời khai giữa bị cáo Trương Mỹ Lan đổ thị nhàn. Vì vậy, luật sư cũng đề cập đến việc cần đánh giá lại tính khách quan của lời khai của các bị cáo. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cách tính thiệt hại của vụ án xem xét lại giá trị của các tài sản, đảm bảo để tính lại số dư dự phòng cho vay khách hàng và số dư dự phòng rủi ro. Đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỷ đồng. Với vai trò chủ mưu cầm đầu, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình về ba tội danh, tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bị cáo Chu Lập Cơ chồng Trương Mỹ Lan bị đề nghị 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu Trương Mỹ Lan bị đề nghị 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Đối với hành vi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ để bưng bít sai phạm của SCB, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước bị viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, bị đề nghị 14 đến 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc mức án tù chung thân về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng với các bị cáo còn lại. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án từ thấp nhất là 3 năm tù treo đến cao nhất là 22 đến 24 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, Trước đó đã yêu cầu gia đình nộp hơn 677 tỷ đồng và hơn 3 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, trình bày trước hội đồng xét xử ở phiên xử trước, bị cáo Trí và vợ cũng có nguyện vọng sử dụng tài sản chung khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Qua đó, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí để đảm bảo thi hành án. Quá trình điều tra cơ quan chức năng cũng kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan Trương Huệ Vân, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, đối với các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giao cho ngân hàng này xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội theo viện kiểm sát việc giải quyết vụ án thể hiện không có vùng cấm đặc quyền ngoại lệ dù người đó là ai đặc biệt là tội phạm kinh tế tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với nhà nước Viện kiểm sát nhận định, trong những ngày thẩm vấn đã chứng minh được bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng việc tái cơ cấu ngân hàng sau khi hợp nhất ba ngân hàng, từng bước nắm giữ cổ phần của ngân hàng SCB 95%, sử dụng SCB như công cụ tài chính, rút tiền SCB, bố trí thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, chỉ đạo thành lập các công ty ma, thông đồng với các công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, chỉ đạo tạo lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống tại SCB mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nước để che giấu sai phạm tại SCB. Từ đó, viện kiểm sát khẳng định, Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu, việc nâng khống tài sản rồi đưa tài sản vào SCB là phương thức, thủ đoạn phạm tội với mục đích rút tiền của SCB. Theo viện kiểm sát, tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn quanh co chối tội, trong khi các bị cáo là khác thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng là hơn 498.000 tỷ đồng. Dù bị cáo Lan có thành tích trong đó có thời gian chống dịch COVID-19, tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần bằng thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên đề nghị hội đồng xét xử loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Đối với bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB đang bị truy nã xét xử vắng mặt. Theo đại diện viện kiểm sát viên, bị cáo Thành đã giúp sức tích cực cho Trường Mỹ Lan trong thời gian dài, thực hiện hành vi phạm tội cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Đối với bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, viện kiểm sát đánh giá quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo đã tích cực phối hợp, khai báo thành khẩn, khắc phục hậu quả bị cáo phạm tội lần đầu có nhiều thành tích trong hoạt động ngân hàng tuy nhiên bị cáo phạm tội có tổ chức từ hai lần trở lên với thủ đoạn tinh vi nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, theo Viện Kiểm sát, bị cáo Văn giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo tích cực phối hợp, khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, được tặng huân chương. đây là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hai lần, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Viện Kiểm sát đang tiếp tục đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo